Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ok, thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em danh sách xếp hạng của những tiền đạo cánh trái là WK, những cầu thủ nên và không nên dùng ở thời điểm hiện tại. Nếu anh em đang phân vân chưa biết sử dụng con nào thì có thể tham khảo những cầu thủ mà mình sắp giới thiệu ngay sau đây. Trước khi đi vào video thì anh em đừng quên nhấn like cộng với đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất trên kênh của mình nha. Ok, đầu tiên thì sẽ là những cầu thủ ở mức không ngon. Chúng ta có Kvaratskhelia, Rafael Leao đều ở cùng cái sự kiện BOTM, Nuno Santos ở mùa thẻ TOTS, Mbappe và Son Heung-min ở sự kiện World Cup, Sabonara, Sterling và Ronaldinho. Thì với sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ TOTS và UTOTS thì những cầu thủ này có vẻ đã bị out meta hết rồi, không còn chất lượng như những ngày trước nữa. Tiếp theo là những cầu thủ ở mức tạm ổn. Có Martinelli với thẻ Europa League, Garnacho ở sự kiện Future Star, Gabbo TOTI với vòng 103, Eden Hazard, Barnes, Sadio Mane ở sự kiện World Cup, Ronaldinho, Vinicius Junior và Jeremy Pino. Những cầu thủ này hiện tại thì giá khá là rẻ, phù hợp cho những anh em mới bắt đầu trải nghiệm từ game FIFA Mobile. Tiếp theo là những cầu thủ ở mức khá. Chúng ta có João Félix ở sự kiện UCL, Diogo Jota, Tadic ở vào 109. Con này thì dùng rất là ok nha anh em, thuộc trong những con hàng ngân bổ rẻ ở thời điểm hiện tại. Foden 108 nè, Celic, con này thì free nhưng mà còn được tăng chỉ số nữa, nên chơi cũng rất là ok. Kế tiếp là Foden 106, Borini 108. Borini cũng là một con hàng rẻ mà chất lượng ở sự kiện TOTS. Shearer 107, Tadic bản thấp hơn với over 107, Jota 105, Rebic và cuối cùng là Mbappe. Ok, thì những cầu thủ ở mức này đều có giá khá là hạ rẻ, nhưng mà chất lượng thì lại quá là ok luôn. Tiếp theo là những cầu thủ ở mức ngon. Đầu tiên là Isidne với over 112 ở sự kiện TOTS. Con này thì bị có cái là thể hình hơi nhỏ con thôi, còn mọi thứ còn lại thì dùng cũng ngon lắm anh em. Tiếp theo là Foden 112 ở sự kiện Record Wrecker. Con này thì quậy cũng ok, nhưng mà giá lại hơi cao so với mặt bằng chung những cầu thủ over 112. Tiếp theo là Kewell over 110, một con hàng cực kỳ ngon nhưng mà giá thì lại không quá cao. Kiểm soát bóng và xử lý bóng tốt nè, sút cũng lực nè, chuyền cũng ok. Nói chung về chất lượng thì không phải bàn rồi. Tiếp theo có Jota, Vinicius 109, thêm một con hàng Gri ở sự kiện UCL, nhưng mà chất lượng thì quá là ngon luôn. Vinicius 108, Rafael Leao 107, Leao 108 ở sự kiện UCL. Con này thì cũng 9-10 với con Vinicius đấy anh em. Kvaratskhelia 106, Hazard 109, Neymar 108 và Neymar 107, Son TOTI và Son ở sự kiện UCL. Thì đó là những cầu thủ ở mức ngon. Anh em xem kinh phí mình như thế nào để mua những con hàng cho phù hợp. Tiếp theo mức cuối cùng đó là cực ngon. Đầu tiên là Henry ở over 115, một con hàng cực kỳ toàn diện, không cần phải nói quá nhiều nữa rồi. Nhưng mà để sở hữu được Henry thì không phải là một chuyện dễ dàng, khi mà giá của con hàng này đang rơi vào khoảng hơn 1 tỷ coin. Những sự lựa chọn rẻ hơn là ba cầu thủ UTOTS, Kvaratskhelia, Rashford và Rafael Leao. Về chất lượng thì đá quá là khét rồi. Có rất là nhiều anh em sở hữu những con hàng này khi mà EA đã có một cái lỗi game khá là nặng. Tiếp theo là Kvaratskhelia over 112. Con này thì mình cảm nhận thể lực hơi yếu anh em, nhưng mà quẩy thì hơi bị dẻo đấy. Kế tiếp có Vinicius 114, Ronaldinho 112, Chiesa 111. Con này thì mới được thêm vào cách đây khoảng mấy ngày thôi anh em. Tiếp theo là Vinicius phiên bản 112, Rafael Leao 111. Đây là một con hàng có thể nói là ngon bổ rẻ, trong tầm khoảng 50 triệu coin. Có thể lực nè, tốc độ, tranh chấp, khả năng dứt điểm cực kỳ tốt. Tiếp theo là Neymar 113 và Son 113, San Maximin 112, Rashford 110. Đây là một con hàng khá là đắt ở vị trí này, khi mà giá của nó lại gần một cầu thủ over 112. Diaz over 111, thêm một con hàng ngon bổ rẻ mà anh em có thể cân nhắc mua về. Mbappe 112 ở sự kiện TOTI,
Vinicius cũng ở sự kiện TOTE. Và cuối cùng là Henry over 110. Con này thì giá cũng tương đối cao, nhưng mà dùng cũng rất là ngon. Vẫn chưa phải là bị Almeida. Ok, thì đó là những cầu thủ ở mức cực ngon. Những cầu thủ ngon bỏ rẻ mà anh em có thể lựa chọn như là Rafael Leao 111, Luis Diaz 111. Còn có kinh phí nhiều hơn một chút thì anh em có thể chọn Chisa 111 hay là Vinicius TOTS 112. Thì vừa rồi là danh sách xếp hạng của những LV kép. Anh em có thể nhìn vào để lựa chọn những con hàng ưng ý nhất, phù hợp với chiến thuật cũng như là cái đội hình của anh em. Chúc cho anh em sẽ có được nhiều cầu thủ ngon ở sự kiện TOTS. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video kế tiếp. Bye bye anh em.